quán chiếu cảm thọ. Có những cảm giác như bực bội, giận hờn, bất an, lo âu, mệt mỏi hay chán nản, vân vân, đều là những cảm giác không an lạc. Khi một cảm giác như thế có mặt, thiền giả nhận diện nó, ý thức được sự có mặt của nó, hay nói một cách khác là thắp lên một mặt trời chánh niệm để soi sáng. Đó là công trình quán chiếu. Pháp thiền quán trong Phật giáo được thiết lập trên cơ bản bất nhị. Vì vậy, hành giả không xem sự bực bội là một kẻ thù từ bên ngoài đột nhập vào, mà trái lại còn ý thức được rằng trong giờ phút hiện tại, mình chính là sự bực bội. Do nhận thức đó, thiền giả không còn có ý chống đối, xua đuổi hay đánh phá sự bực bội. Thực tập thiền quán không phải là thiết lập một ranh giới giữa thiện và ác trong bản thân mình và biến bản thân mình thành một bãi chiến trường. Thiền giả đối xử với sự bực bội của mình một cách từ bi và bất bạo động. Thiền giả đối phó với sự bực bội của mình bằng tấm lòng lân mẫn như là đối phó với một người em ruột của mình. Thắp sáng ý thức chánh niệm lên, duy trì ý thức ấy cùng với hơi thở vào và hơi thở ra. Dưới ánh sáng của sự quán chiếu, niềm bực bội sẽ dần dần biến chất. Biến chất chứ không phải tiêu tán. Bởi vì mỗi cảm giác là một vùng năng lượng. Cảm giác an lạc là thứ năng lượng có thể nuôi dưỡng. Cảm giác bất an là thứ năng lượng có thể tàn hại. Dưới ánh sáng của quán niệm, năng lượng bất an có thể biến thành năng lượng nuôi dưỡng. Cảm thọ có thể có nguồn gốc từ thân thể hoặc từ nhận thức. Khi ta thiếu ngủ, ta có thể có cảm giác mệt mỏi hoặc cáu kỉnh, và như vậy cảm giác có nguồn gốc từ thân thể. Khi ta có một nhận thức sai lạc về người hoặc về một sự việc, thì ta có cảm giác tức giận, chán nản hoặc bực bội. Cảm giác đây có nguồn gốc từ nhận thức. Thường thì tri giác nhận thức của ta rất dễ bị lầm lạc, cho nên ta bị khổ sở nhiều. Thiền quán là nhìn sâu vào sự vật để thấy được chân tướng của sự vật và vượt thoát những nhận thức sai lầm ấy. Nhận lầm sợi dây là con rắn nên ta hoảng sợ. Hoảng sợ là cảm giác. Nhận lầm sợi dây là con rắn là một nhận thức sai lạc. Trong đời sống hàng ngày, ta cần sinh hoạt có điều độ, giữ gìn cho cơ thể lành mạnh. Ta có thể giảm thiểu được những cảm giác khổ đau có nguồn gốc từ sinh lý. Còn quán chiếu vạn vật cho sâu sắc, mở rộng tầm hiểu biết và thương yêu, ta có thể giảm thiểu được phẩm và lượng của những cảm giác khổ đau có nguồn gốc từ nhận thức, tri giác. Quán chiếu về một cảm giác, tức là nhận biết những nguyên do xa, gần đã làm phát sinh cảm giác ấy. Đi sâu vào sự nhận biết, tức là khám phá được tự tính, bản chất của cảm giác. Nhờ sự quán chiếu về bản chất của cảm giác mà thiền giả biến cải được năng lượng không an lạc của một cảm giác thành năng lượng an lạc. Khi ta hiểu được một người thì ta có thể chấp nhận và thương yêu người đó. Mà đã chấp nhận thì ta không còn trách móc và có cảm giác bực bội với người ấy như trước. Năng lượng của cảm giác bực bội đã có thể biến thành năng lượng của thương yêu, tha thứ.
bao dung. Điều phục tâm ý, giải thoát cho tâm ý. Bất cứ một hiện tượng tâm lý nào phát khởi trong ta, ta có thể nhận diện nó bằng hơi thở có ý thức. Ta lại còn quán chiếu hiện tượng tâm lý ấy để thấy liên hệ giữa nó với toàn bộ tâm ý ta. Tâm là một dòng hiện tượng tâm lý luôn luôn chuyển biến, sinh diệt. Trong ấy, sự phát sinh, tồn tại và hoại diệt của một hiện tượng có liên quan đến sự phát sinh, tồn tại và hoại diệt của mọi hiện tượng khác. Biết nhận diện được những hiện tượng tâm lý đang phát khởi là một công trình thực tập quan trọng. Những hoạt động của tâm ý ta thường thường là lăng xăng và náo động, không khác gì một dòng thác đang chảy qua các khe đá. Tâm thường được ví như một con vượn không ngừng chuyển cành này sang cành khác, hay một con ngựa đang phi. Thấy được sự vận hành của tâm ý nhờ công trình nhận diện rồi, ta có thể thu nhiếp tâm ý và làm cho tâm ý ta lắng lại và cảm thấy an lạc trong trạng thái tâm ý lắng động ấy. Đối tượng của tâm ý trong định là một vùng đối tượng nằm dưới ánh sáng quán chiếu của tâm, cũng như một ca sĩ đứng trong một vùng ánh sáng tròn, spotlight trên sân khấu vậy. Đối tượng này có thể di chuyển trên không gian và thời gian, bởi vì nó cũng sinh động như tâm ý quán chiếu. Trong định, chủ thể quán chiếu và đối tượng quán chiếu trở nên nhất như. Hơi thở cũng là một đối tượng của tâm lý trong định. Khi ta để hết tâm ý vào hơi thở, tâm ta chỉ theo dõi hơi thở, tâm ta với hơi thở trở thành một, đó là định. Định là ngưng tụ tâm ý trên một đối tượng duy nhất. Sau khi thực tập với hơi thở, bạn có thể thực tập với những hiện tượng sinh lý, vật lý và tâm lý khác. Có định thì công phu quán chiếu sẽ thành công. Ta đang thở vào, thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Tâm ý của ta có thể đang bị ràng buộc bởi những đau thương hoặc những kỷ niệm về quá khứ, hoặc đang bị lôi kéo bởi những lo lắng và dự tính về tương lai, hoặc đang nằm dưới ảnh hưởng của những cảm giác bực tức, sợ hãi hay nghi ngờ của hiện tượng, hoặc đang bị rối ren mờ mịt vì một tri giác thiếu sót. Có định, ta mới có khả năng quán chiếu và cởi mở những chỗ kẹt đó cho tâm ý ta. Cũng như khi ta muốn gỡ một nùi chỉ rối, ta phải có đủ thư thái và thì giờ, quán chiếu tâm ý cho bình tĩnh và cho sâu sắc, ta mới gỡ rối được cho tâm ý.